Hello, Thùy Nhung xin chào mọi người, lại là Thùy Nhung đây. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Nhung muốn giới thiệu đến mọi người hai em bé mới vừa về đến trong tiệm của Thùy Nhung Shop. Và mình rất là vui khi được đem lên đây giới thiệu đến mọi người nha. Và hai em này có tác dụng như thế nào thì mình sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay nha. Đây sẽ là hai sản phẩm dưỡng da mà Nhung thấy là rất là bình dân, giá tiền thì khá là êm ái, nhẹ nhàng, ai cũng có thể sử dụng được. Nhưng mà nó đang rất là hot hit trên thị trường bởi vì cái nguyên liệu của nó dùng là glutathione. Nếu chị em nào là tín đồ của cái việc làm đẹp dưỡng trắng da thì chắc chắn phải biết đến cái nguyên liệu này. Hầu như tất cả những cái sản phẩm mà của Hàn Quốc á thì họ sẽ sử dụng nguyên liệu glutathione cộng với lại niacinamide, là những cái hợp chất đã được công bố là làm trắng da nè, giúp tái sinh da nè, làm hồi sinh da nè, ôi thôi đủ các kiểu hết. Và nó như thế nào và nó có tác dụng trên da của mình, nó có giống như là lời đồn không thì mọi người hãy cùng thử sử dụng cùng với Nhung. Trước tiên hết là mình sẽ phải sử dụng toner. Thì toner Nhung sẽ sử dụng một cái loại không liên quan đến cái dòng này hết. Mình cũng giới thiệu với mọi người luôn, đây là một cái chai toner pH 5.5, cân bằng độ ẩm cho da. Như mọi người biết, da của mình cần cái độ cân bằng là 5.5 thì chai này là 5.5, nước không là không có cái gì hết trơn á. Và nó giúp làm cho da của mình xa cách đại lỗ chân lông, cộng thêm là cấp nước, khóa ẩm và làm cho da của mình chống nhăn luôn, rất là cân bằng ha. Thì Nhung sẽ thử dùng bàn tay đó, khoa đều lên nha, khoa đều lên như vậy đó. Ok, thế nào? Rồi, rất là nhanh gọn lẹ. Nếu mình sử dụng bàn tay thì rất là đơn giản, mình sẽ có cái nguyên liệu của cái chai này. Đây là chai serum nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ xài serum. Rồi, sau khi mình đã sử dụng serum thì mình sẽ chuyển qua sử dụng dạng kem nhé. Phải sử dụng kem sau khi sử dụng serum để cho nó khóa lại. Cái chiếc serum này nó dễ bay hơi lắm, không có kem thì nó sẽ bốc hơi mất tiêu luôn, thì phí hoài hết cái serum. Cho nên mình sẽ lấy một ít kem và khoa lên trên mặt của mình nhé. Trời ơi, sau khi sử dụng cái kem này á, bảo đảm với mọi người luôn, rờ lên đâu là da nó mịn, cái đó nó rất là nhẹ luôn mọi người ạ. Nó làm cho da của mình rất là căng nè, bóng bóng, ỏng ỏng lên thấy thương lắm. Rồi mọi người hãy thử sử dụng cái sản phẩm này nha. Nếu mà mọi người muốn thì mình vẫn có thể sử dụng cái này xuống vùng cổ luôn nha mọi người. Đây nè, mình có thể xài xuống cổ như vậy để làm cho trắng đều với vùng cổ luôn nha. Rồi, để mà trước khi mà đi ra đường đó thì ngoài trừ mình sử dụng những cái loại kem dưỡng da ra thì dĩ nhiên mình phải thêm một bước nữa rất là quan trọng, rất quan trọng. Đã dưỡng trắng thì cho dù là ở nhà hay là đi ra đường mình cũng phải sử dụng thêm kem chống nắng. Kem chống nắng này thì mong mừng anh nha. Nó được chiết xuất từ nhân sâm và 7 loại phức hợp hyaluronic acid. Cái base của nó, tất cả mọi nguyên liệu được chuyển hóa thành thể lỏng. Khi thoa lên da mặt là tự động nó sẽ tan ra. Khi mọi người mua cái chai mới về nó còn nguyên cái seal như vậy nè. Đó. Rồi mọi người muốn mà được cái da bóng bóng như là gái Hàn Quốc, và đặc biệt là để cho da của mình không có bị nám ở hai cái gò má đó, thì mình lại tiếp tục khoa thêm một lớp mỏng nữa thôi. Mình lấy ra như một cái hoạt động như thế này, mình sẽ thấm đều lên hai cái đầu má như thế này. Mình khoa thêm một lần nữa nha. Nhưng lúc này là mình chỉ khoa ở cái gò má thôi, tại vì cái vùng này là cái vùng mình dễ bắt nắng và nhạy cảm nhất đó mọi người. Cho nên mình sẽ khoa hai cái đầu gò má mình chút xíu ở đây, thì nó sẽ an toàn và bảo vệ cho mình suốt cả ngày luôn. Chống nắng,
quan trọng nhất trong tất cả các bước dưỡng da, cho nên đừng bao giờ bỏ qua chống nắng nhé. Và bây giờ thì Nhung đã ready, có thể đi ra ngoài đường được rồi đó. Còn bạn thì sao? Đã make up xong chưa? Đã dưỡng da xong chưa? Đã đánh kem chống nắng chưa? Nhớ nếu có những câu hỏi thắc mắc nào thì nhớ comment ở bên dưới dùng cho Nhung nha. Hãy follow trang Facebook của Thùy Nhung Shop cũng như là subscribe kênh YouTube channel để có thể theo dõi thêm nhiều video sau này của Nhung nhé. Cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà lần sau nhé.